Chùa Ngọc Hoàng tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có tên thường gọi là Ngọc Hoàng Điện, tên chữ là Phước Hải Tự. Khuôn viên của chùa rộng khoảng 2.300 m², khoảng sân phía sau của chùa có hồ nuôi rùa, hồ cá, nhiều cây cổ thụ và hàng trăm con chim bồ câu sống trên các mái tre, thân cây. Khung cảnh này đã tạo cho du khách một cảm giác bình an và thư thái. Hàng ngày, khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, bãi chùa rất đông. Lễ hội lớn nhất ở chùa là Vía Ngọc Hoàng, diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Điểm đến đặc biệt, ngôi chùa có một danh sách các con vật để cúng vái, tùy theo mong muốn của người dân. Ví dụ như thả cá chép vàng, chép đỏ để cầu làm ăn, tài lộc, cá chê cầu cho sức khỏe, giải hạn, cá rô bí, ba ba phóng sinh theo tuổi hạn, rùa để cầu con cái. Những cặp vợ chồng hiếm muộn thường đến chùa, thả một cặp rùa ghi tên tuổi của cả hai để cầu con. Chùa Ngọc Hoàng được phân bố trong 3 gian thờ. Khu vực chánh điện là nơi thờ Phật Ngọc Hoàng, đền thờ Kim Thoa Thánh Mẫu, ông Tơ, bà Nguyệt và 12 mụ nằm bên tay trái. Bên trong là điện thờ Thần Tài. Người dân quan niệm chỉ cần thành tâm và sờ vào tượng ông Tơ, bà Nguyệt, Thánh Mẫu sẽ cầu được người tình mau tới. Chùa Ngọc Hoàng cũng là một trong những ngôi chùa cầu con nổi tiếng ở Việt Nam. Những cặp vợ chồng hiếm muộn thường thành tâm đến cầu con ở đền thờ Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà mụ. Trong chùa có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như tranh thờ, tượng thờ, bao lam, niễn đối, hương án bằng cách chất liệu gốm, gỗ, giấy bồi. Vào năm 1994, chùa Ngọc Hoàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Vào chiều ngày 24 tháng 5, khi vừa đáp sân bay xuống Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Barack Obama đã đến thăm chùa Ngọc Hoàng. Cuộc viếng thăm thể hiện sự tôn trọng của người đứng đầu Nhà Trắng với truyền thống văn hóa của Việt Nam.